Được, được, được. Tuấn lắm nha. Đấy. Đây này. Ha, nó phao cả mặt tớ rồi. Ok. Đi thôi. Chuyến này là anh em đi có một xe thôi cả nhà. Bây giờ anh em hiện tại đã ra đến dãy của dân rồi nhé. Giờ thì ta về thôi, về nhà. Mời cả nhà cùng đồng hành với anh em chúng ta lại về nhà nhá. Xe của nhà hai anh em như thế nào? Đi đường cũ nha. Đi đường mới. Đi kiểu không thuộc. Ui ồ. Ôi mát quá. Mát nha. Bước cỏ đấy đi. Nguy hiểm đấy. Nghỉ tí à. Làm nước ngọt bây giờ nó mới ngon, mát lạnh luôn này cả nhà. Anh em cũng về đến cái nhà trọ mà nơi Hiếu thuê rồi nha. Thì thuê ở đây để anh em lâu lâu đi về làm ở dưới đây thì Môn ở xuống, mà Hiếu làm ở trên Môn thì Hiếu lại lên Môn, thì anh em cứ qua lại. Thôi, cả ly cả nhà uống nước. Mời cả nhà uống nước với anh em nhé. Về làm ly bò húc để húc cho nó khỏe. Về húc. Ôi à, nó mát nhỉ, nó sướng. Húc đầu phải làm 50. Cú cú. Cú cú. Con này là mình cứ bỏ lúa lại đi một tuần 10 ngày về vẫn vẫn tươi thoải mái luôn. Nó sợ nhỉ. Thái Môn nó sợ ấy. Cái đấy con, cục cục cu. Cục cục. Được chưa? Nghe tiếng luôn. Cục cu nữa. Bỏ đôi đi con. Đấy, bỏ đôi đi. Hai tiếng. Con này là con cu mái nha cả nhà. Hôm trước thì Hiếu cũng vô tình thôi, thay cho đồ ăn cho nó mà thấy hai cái trứng ở dưới. Nhưng mà nó lại gáy rất là hay luôn. Bổ đôi luôn nhé, con này bổ đôi luôn. Cu cu. Gáy đi con. Cu.
Cucu. Cucu, gù đi. Gù đi. Anh em về đến nơi là bây giờ gần 2:30. Giờ nghỉ ngơi một tí rồi anh em đi chợ nha. Đi chợ nấu ăn cả nhà. Tối nay muốn ăn món gì? Nói chung là cái gì cũng được, về tới nhà thoải mái đi. À dạ, về nhà đi. Anh em mình đem cái gì là cũng dễ. Lâu ngày vào rừng lại con đuối. À bây giờ mình để tranh thủ mình vắt cái tổ ong đấy nha. Vắt cái tổ ong đấy ra xem có được nhiều mật không. Đúng rồi. Lấy đồ vắt đi nhỉ. Lấy cái chậu ra để vắt để xem là nó có bị dập không. Cái này là bây giờ không phải vắt đâu cậu ơi, cứ treo cho nó chảy thôi. Treo mật cho nó chảy thôi, không phải vắt đâu. À thì nó mình vào mình cân nha, được mấy? Được bao nhiêu nhỉ? Nhỉ? Thử cân đi. Thử cân cái nha. Ôi trời, mật nó ra hết đây rồi nè. Không cần phải bắt đâu, bây giờ chích phát là nó ra thôi, để đấy cho nó chảy. Thử cân nó em như thế nào? Hả? Thử cân nó, mình chưa cân đấy nhỉ? Thử cân nó hả? Ở đây cái tay cân. Bẩn. Đây đặt lên đây. Ừ. Ở đó đặt nó. Ký 3, ký 1, ký 2, ký 3 cả bì. Ký 3. Đấy. Ký 3 cả bì. Mình đoán trong rừng nó cũng đúng đấy nhỉ? Ờ, mình cũng đoán ký rưỡi nhỉ. Cái mật này nó đặc tính, cái mật này nó không phải ngọt cả nhà, nó ngọt ngọt chua chua. Ủa, sao mật ra đâu hết? Đây này. Ui trời. Mật nó ra hết đây rồi cả nhà. Đẹp slep rồi. Ô mật này. Bây giờ anh em sẽ vắt ra cái chậu này, xong đó thì mình sẽ lọc qua một cái lớp cái túi lọc nữa, túi lọc mật của Hiếu nữa. Đây này, bây giờ mình sẽ rót cái mật này ra đây, sau đó mình sẽ lọc qua đây. Đó. Ô chà, vẫn có cặn đấy, cậu thấy không? Có mấy cái thằng cái con của nó nhỉ. Ừ, có con của nó, lát là mình phải lọc chứ. Lọc hết chứ. Ừ. Cho cái túi này nó chảy ra. Vắt nhé cả nhà. Đây này. Cái mật này là cái sáp của nó là nó cứ sáp. Màu nâu nâu như này cả nhà này. Sáp nó to. Đó này, này. Ừ, nó dẻo lắm nha. Mật vẫn còn trong nó còn nhiều nha. Vắt ra nha. Đã chưa? Nhìn sướng nha. Mật nó nhìn nó đen mà vắt ra nó lại vàng đẹp thế. Nó cái cục đó nó to lắm. Ừ. Cục sáp của nó là. Ừ, nó vẫn có phân hoa cậu ơi. Có hả? Vẫn có phân hoa, tôi cứ tưởng là không có. Đây này, cậu ăn cái miếng này mà xem. Cái này phải để lắng phấn hoa rồi. Rồi. Cậu nhai một cái miếng này mà coi nó ngọt này. Nó ngọt của cái phấn hoa. Tôi nhìn tôi thấy rồi. Đúng không? Ừ. Đúng không? Thôi lỡ vắt rồi phải vắt. Ừ. Cái kia tí mình lựa ra. Ừ. Chắc có đấy. Ừ. Nó ở phần trên chỗ cái con phấn hoa của nó chua nhỉ. Ừ. Cái này mới nhiều cả nhà này. Túi này mới nhiều. Là túi to. Này. Cái này mật nó ra hết rồi mà. Ui trời, nhìn đã chứ. Cái con của nó có tí tí mà mật nhiều thật ấy nhỉ. Nó làm mật siêu. Đó như con này gì? Con ruồi ấy hả? Không, con ruồi nó to hơn chứ. Này, ở trong này cả nhà này. Có cái mật nó trong này này. Nhìn đã chứ. Bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ nào có phấn hoa để mình lấy đi nhá. Đây này, đúng rồi, tớ biết rồi. Phấn hoa đây này. Đó, ở bên trên này, đúng không? Ô đây này, cái cục này nó đang ủ mật này. Cái này là cậu lấy cậu ăn mà xem này. Này này. Ăn mà xem chua này, cậu lấy mà ăn cái này mà xem này. Này ăn mà xem chua. Thử miếng thôi. Chua. Ừ. Đó. Ừ. Chua đúng không? Ừ. Ừ. Chua. Cái phấn hoa này mình sẽ để riêng ra. Không bắt. Cái đầu tiên là mình chưa có kinh nghiệm về cái loài ong này. Khi mà mình biết rồi là mình sẽ lấy ra đây. Phấn hoa này mình sẽ lấy riêng ra. Không vắt vào nó chua. Cái mật này thì nó vẫn chua rồi cả nhà. Mật này nó chua chua còn ngọt chứ nó không phải ngọt như kiểu mật ống khoái nhá. Hết rồi đó. Bắt đầu vắt này. Vẫn còn à? Trúng cái gì nó đâu đâu. Cũng được chắc gần nửa lít ấy. Nửa lít ấy. Cũng nhiều đấy nhỉ. Ừ. Okay. Bây giờ Hiếu sẽ dùng cái túi lọc này cả nhà. Túi lọc này nó lọc được rất là sạch luôn này. Rót vào đây. Tự nhiên. Ôi trời. Đó. Ra rồi. Chết rồi. Ơ. Nguy hiểm. Ơ cậu dốc cho tớ cái. Đấy đúng rồi. Đó. Ui cái mật đẹp không? Đặc nha. Đặc lắm. Mật này đúng là mật ông đắng ông chua đây. Chắc là được nửa lít cậu.
nửa lít. Nếu mà được cả tô này được 1 lít đấy nhỉ? Ừ, tô này là lít đấy. Vậy là tổ ong như vậy mà được hơn nửa tô cả nhỉ? Tính ra là hơn nửa lít mật ong Dũ nhỉ? Thành quả, cái này chắc anh em cũng để dùng thôi, có ít thôi mà. Bây giờ là mình sẽ gác vào chỗ thật yên tĩnh, là mấy ngày sau cái phấn hoa nó sẽ nổi lên và Hiếu sẽ vớt lắng thật kỹ là được nha cả nhà, tầm hơn nửa lít. Đây là hai anh em từ rừng xuống phố để đi chơi. Đây là anh em sẽ chia sẻ những cái khoảnh khắc mà anh em ở nhà cả nhà nhé. Bây giờ là anh em đang trên đường đi chợ. Lên xem kia vượt luôn. Vượt luôn, vượt luôn. Mình sẽ đi xuống chợ Hà Mòn, chợ khu vực Cửa Sông. Chợ chiều, chợ chiều thôi. Chiều. Vào chợ nha, hôm nay mới là chợ, anh em mình đi chợ sớm này. Họp chợ cũng sớm mà. Sớm mà, bắt đầu đến rồi. Hôm nay cậu muốn ăn món gì đấy? Cậu có lòng thì tớ có dạ thôi, chắc mua bộ lòng đi nhờ. À, hay là mua lòng à, cậu thích lòng à? Làm hay là mua lòng luộc đi nhờ. Mua lòng luộc anh em mình làm tí nhờ, lòng được đấy, mà. Đúng không? Bây giờ vào gửi xe đi, anh em mình vào chợ nhé. Đây là chợ cả nhà. Vào đây, sẽ gửi xe chỗ này đi. Đây là lần đầu tiên nó vô chợ đó. Chào chị. Ở Lào không có chợ như này nhỉ? Hả? Ở Lào không có chợ chiều đấy. À. Mua cái gì nhỉ? Việt Nam cũng có. Rau đây. Rau hả? Rau gì đây? Thế mình mua rau gì không? Rau má hả? Rau má nấu canh gì? Hả? À, nấu canh thịt xay à? Thịt xay đó. Xay rau má. Em ít rau má đấy chị. Bao nhiêu một cân? 3.000 lẻ. Rồi được rồi, đủ hai anh em nồi canh được rồi. Đúng rồi. Mình mà ăn lẩu chắc ăn nhiều hết chút nha. Ui. À cho em một ít rau này này. Rau thơm, lộc á, các thứ nhé. Ở đây ngày không có họp chợ hả chị? Sáng ấy. Chiều thôi. Họp chiều thôi à? Cái này nữa chị. Để cho em một ít này nữa. Này cũng ăn sống à chị, ăn nấu canh đấy. Lấy cho em ít rau sống kia luôn kìa. Cái đấy bỏ riêng ra, còn cái này có rau thơm rồi. Rồi rồi chị, hai anh em thôi mà. Của em bao nhiêu? Có lấy một ít. Có chứ. Nhưng mà chị bỏ riêng vào cái chỗ, đúng rồi. Bỏ trong rau má cũng được. Bà chị ở đây có cái chợ rau. Ủa, cái này là hình như là cái lá gì mà nấu cái này là lá giang. Lá giang nấu này nấu là lá giang, gà lá giang. Bữa nào mình sẽ làm món gà lá giang. Nấu 6 rồi chị, đây em gửi 50.000 à. Ớt có rồi chị, nhà có rồi, nhà có trồng được. Rồi, bây giờ đi mua ở đây chỉ là nhà không trồng được đi mua. Mùa này mùa mưa không trồng được. Còn em cũng trồng một vườn nhưng mà mưa nó dập hết rồi. Cái khu chợ này tuy nhỏ nhưng mà có cảm giác là mọi thứ ở đây cũng đầy đủ nhỉ. Gì cũng có. Ăn uống. Rồi, cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị nhé. Tiếp tục nhé cả nhà. Đây. Đây là thịt, hàng thịt. Chị. Cho em một ít thịt xay hả? Đủ nồi canh chị, với cái lòng này sao nhỉ? Lòng heo. Lấy lòng phèo non nhá. Lấy phèo non đó. Có cái dạ dày không chị? Có tim gan đó. Dạ
dạ dày, lấy cho em cái dạ dày này. Dạ dày hả? Gan, miếng gan này, cắt cho em ít phèo này nữa. Loại non đấy, loại vừa non. Vừa thôi, non. Ăn không hết đâu. Đâu đâu, ở đây đây. Đây, cắt cho em bằng này. Đó. Rồi. Bông bóng có không? Đó. Có, không có hả? Cho em cái khẩu đuôi với cái bông bóng. Chị ấy lấy cho em đùm thịt xay ấy đấy, nấu canh ấy, đấy hả? 15 ngàn này. Rồi cái gì nữa nha? Canh. À, ăn thịt nữa không cậu ơi? Hả? Có ăn thịt nữa không? Thôi, được rồi, tầm đấy được rồi, ăn không hết đâu, nó nhiều đấy. Cho em một cái khẩu đuôi nha. Cả bì này cũng nhiều lắm rồi. Một đoạn khẩu đuôi, rồi, cân cho em, cân cho em. Cái này 15 nghìn này, cái cân đồn lòng cho em bao nhiêu chị? Ôi, dạ dày nó đâu rồi? Mà làm cả hết à? 150 hết. 150 à? Thế thôi nhỉ? Lâu ở rừng về đi chợ nữa. Lấy thêm như ớt thôi. Còn ở nhà. Ớt còn ở nhà rồi. Rồi, cảm ơn. Mua gì nữa không? Để xem nào. Em mua rồi chị. Có rau rồi chị, vừa mới mua xong. Có canh có thiếu cái gì không nhỉ? Hả? Hả? Có rau má với ấy rồi mà. Má cũng được rồi. Ít. Có rồi chị. Chắc là tầm đấy là được rồi. Được rồi nhỉ. Ở chợ đây thì cũng hấp dẫn đấy. Cái gì cũng có. À, cái gì cũng có. À, cái gì nhỉ? Cơm ăn gì không? Có đầy đủ rồi nha. Hả? Ăn cái gì không? Thôi. Đi ra. Rồi, bây giờ anh em mình về sẽ làm món nha. Có một đống này. Tí nữa có cái để nói chuyện rồi. Hả? Tí có cái để nói chuyện rồi đó. Có cái để nói chuyện. Ừ. Đâu nhỉ? Bà... chị chú Sạp này đi đâu rồi nhỉ? Tỏi này. Tỏi tỏi. Bốc đi. Bốc đi. Này giống nhau à? Đâu lại to hơn, đắt hơn, nhanh hành lên bao nhiêu? Thế thôi, lấy vào vừa thôi. Nửa ký. Lấy đấy, tỏi, lấy tỏi với nửa hạt ký. Luôn. Đấy, nửa ký thôi nha. Nửa ký là 35 ke. Nên là ít tỏi, tỏi nào? Tỏi nào ngon hơn? Tỏi này nó ngon hơn anh này. Tỏi này tỏi Bắc. Anh chùm đấy đi. Em không có đủ 55 sao đây? Không đủ 55 đến 54 anh. Đủ đưa 56 chưa? Không anh, em lấy 54 rồi. Không có 55 thì đưa 56. Rồi, cảm ơn chị nhé. Anh like chị, mình like chị đẹp khác nào. Anh like đi, like người đẹp cả. Like người đẹp đây, hàng tỏi Lý Sơn. Được, cảm ơn chị nhé. Vườn ấy luôn này, vườn rau của anh em hôm làm mà bây giờ nó dập hết rồi cả nhà, anh em không có chăm được. Đây có cái ổi chín nhiều lắm các bạn. Ổi chín nhiều lắm. Trồng mướp đắng khổ qua nhưng mà do anh em đi nhiều quá không có chăm sóc được. Thank you.
Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Vậy là từ hôm mà anh em mình làm đất này, xong rồi gieo rau, thì bữa nay mới được một loại rau này lên, đó chính là rau thơm ấy, rau ngò ấy cả nhà. Đây, cái cành ngò đã lên và đây được một luống cải đẹp, còn ở bên kia thì không lên, và đằng xa này thì được một luống đậu cũng đã bắt đầu lên. Thì anh em mình tính ngày mai là sẽ đi chặt mấy cái cây về cắm choái để cho nó leo lên. Chỗ này cũng gieo cải nhưng mà không lên được cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ chơi chiến thuật thứ hai là anh em mình sẽ cấy nhé. Hiếu vừa mua một ít giống về đây cấy, bởi vì đất ở đây khô, đất rất là khô nên là không có độ ẩm cho nó lên. Thì Hiếu vừa mua được một số giống đây, có cả bắp sú, bắp cải này. Anh em mình đi rừng suốt đấy, thành ra là không có chăm được nó. Mình ở nhà ngày nào cũng với nó thì thôi, mình bây giờ chắc nó lớn nhanh hơn rồi. Rồi mình anh em mình ở nhà thì nói làm gì, vấn đề là không ở nhà được để mà tưới tắm cho nó. Sau nước đắng khổ qua nhưng mà do anh em đi nhiều quá không có chăm sóc được. Bữa nay mối nó ăn hết cái cọc rồi. Thì bữa nào mà hết cái đây thành rừng rồi đó. Thành rừng luôn này, cậu này cổ chín, bọc bầu chín, bàng luôn. Ây, rơi luôn. Này chín chắc bị ấy rồi, bị thối rồi. Đây này, rơi này có quả. Cái này vẫn còn ngon. Phải ăn nhé. Ăn đi. Mời cả nhà ăn ổi. Ổi này không phải đào mà cũng vàng này. Ngọt hết cậu. Ngọt lắm. Nhiều hôm nhiều lắm nhỉ, bữa nay dùng hết á. Anh em bắt đầu làm món rồi cả nhà. Hiếu hôm nay đạo diễn món lòng xào nhá. À lòng luộc chứ nhỉ? Lòng luộc. Bóp muối. Mình sẽ xử lý muối đi nhá. Bóp sạch cái bao tử đó. Khấu đuôi. Bóp bằng nước sôi, rồi là chanh và nước mắm nữa. Không có chanh thì mình sẽ dùng giấm nhé. Mình chần nước sôi là mình bóp đi được cái phần này. Đó, nó rất sạch nhé. Luôn sạch sẽ luôn luôn. Ngon luôn. Đó, mình sẽ ra mình làm rau trước rồi vào mình luộc sau nhỉ. Luộc một tí thôi mà. Rồi hôm nay là chúng ta có hai món nhá, lòng luộc, ta đập một chút gừng vào đây cho thơm. Đó, và cái này thì Hiếu sẽ không dùng dầu mỡ vì anh em cũng không thích dầu mỡ nhiều cả nhà. Bây giờ đun nước sôi, xong mình sẽ vò cái viên thịt chiên, thịt xay bỏ vào đây. Đun sôi xong là anh em sẽ cho rau má vào và gia vị vào là thành một nồi canh nhá. Và cái này thì mình sẽ luộc, khi nào nó chín là xong mình vớt ra là anh em cắt là ăn nóng hổi luôn. Bây giờ Hiếu sẽ bỏ cái thịt xay này vào cả nhà này. Mình sẽ vò từng viên như này, thả vào. Ồ, lòng cũng sôi rồi. Thế là một lúc hai nồi. Đây là cơm chín phát nữa, là bây giờ anh em mình ăn sớm nhỉ. Ăn sớm thì nghỉ sớm chứ, cái gì đâu. Sớm thôi nhỉ. Sôi một lúc là Hiếu sẽ cho rau vào cả nhà. Má thì mình thái nhé, để dài thì loằng ngoằng nó cũng kéo nhau lên xuống như mì tôm. Đây
lòng. Xem cái gan nó chuyển chưa nhé. Cắm vào. Nếu mà nó không ra đỏ nữa là được. Chờ tí nữa đi. Phèo thì chắc được rồi. Nha. Mình vớt phèo ra đi. Vớt tí nữa là lúc mình ăn mình bỏ lại mà. À. Thế nào? Ngọt. Ngon hả? Ngọt ngọt. Tắt nhá, tắt bếp. Ừ, tắt bếp. Đấy, một nồi. Cái này thì nó có nồi lòng thôi, nó có nhà lòng nữa thôi. Bây giờ giao cho Muôn làm bát nước mắm nhá. Muôn sẽ làm một bát nước mắm gừng, tỏi, ớt với lại chanh rồi cái gì đấy, gì đấy cho cậu. Tớ là nấu rồi nhá. Nhưng mà bây giờ làm cay quá thì thế nào? Cứ làm đi, không sao đâu. À. Đừng có cay quá là được. Không cay lắm đâu. Vừa vừa thôi. Nãy là sôi lâu rồi nhưng mà anh em vớt ra cả nhà, nhưng mà sợ nó đen với lại nguội. Anh em Hiếu vừa tắm xong, bây giờ thì mình vớt ra để mình mới tắm xong nha. Mình vớt ra để mình hái cho nóng ăn nó sướng. Lòng là phải ăn nóng mới ngon. Anh em mình đi rừng về là một mẻ như này là bồi bổ luôn cậu ha. Cả tô. Cả tô. Đó, bắt mắm Muôn làm xong đây rồi cả nhà. Đó, mắm ngon chưa? Mắm ớt, gừng, tỏi ớt này, đầy đủ luôn. Đá đá. Bây giờ nha. Xem nào. Chín chưa? Chín rồi nha. Chín đẹp luôn. Hồi nãy là tớ xăm ấy, tớ lấy cái đũa tớ xăm. Đó. Kèo này thì hồi nãy anh em đã vuốt qua rồi cả nhà, chứ không để nguyên vèo nhá. Mặc dù là vèo non nhưng mà nó không được non lắm cả nhà. Nó sẽ đắng đấy. Đó. Món này thì vừa ngon vừa mát này. Tô này, cái này là được 2 tô đấy cậu. Nhiều quá. Hôm giờ vào rừng thì ăn rau, ăn măng, bữa nay thì ăn ếch nha. Ăn cua bữa nay, ra rừng ăn thịt ăn lòng. Mình cho một ít nước vào. Đó. Ồ, được hơn 1 tô đấy cậu. Thì nó hết mình lấy nha. Đó. Ơi trời ơi. Quá ngon chả. Quá ngon, rau sống này. Ly tối nay em biết là muốn uống rượu gì đây? Thầy uống 3 loại thôi. Cái này là ngâu này, cái này là bộ 4 cả nhà. Nó gồm có sâm cau, ngọc cầu, mũ tình, bắc kích. Anh em thì đi rừng thì lấy thu gom những cái sản phẩm rừng nên là không có cái gì ngoài rượu với lại đồ rừng đâu cả nhà. Ở dưới thì nấm lim, sâm cau anh em phơi khô để bỏ vào những cái túi như thế này. Mình vừa chống ẩm mốc cả nhà. Uống một cốc này nhá, cái này ngon này, cái này Hiếu khoái uống cái này nó thơm, thả thơm phân này. Tớ cũng thế. Đấy. Nó như mật ong được rồi, được rồi, nhiều quá. Rồi nhiều quá nhỉ, nó thơm. Này. Quá là uống không hết. Như mật ong. Thơm thì thơm chứ nhưng mà say đấy. Rồi. Thêm một loại nữa nhờ. Ừ. Thế cứ ra uống 2 loại đấy đi đã. Ừ. Rồi bữa cơm đã sẵn sàng. Làm cái này trước nhờ. Ờ, anh em mỗi người ly bát đi cậu ơi. Anh em Hiếu mời cả nhà dùng bữa với hai anh em nhé. Mời cả nhà dùng bữa nhé. Này thì có hai món nhá. Rồi mời cậu. Này có hai món này cả nhà. Lòng và canh với lại rau sống này. Muôn thì chơi 2 quả ớt rồi đâu. Mời cơm luôn. Cái này đây, tí nữa tớ cắn nó. Dĩa lòng còn nóng hổi này. Đầy đủ. Nói chung là cũng không đầy đủ bộ phận lắm đâu. Chỉ có phèo non, dạ dày rồi gan. Và cái gì nữa, bong bóng mà bong bóng thế cũng được rồi nha.
ăn đi, ăn đi. Đây, nâng chén nào, chúc mừng. Chúc mừng nhé, ngày trở về thành công. Anh em thành công. Và mời tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Mời cả nhà nhé. Cậu thấy cái vị ngâm chung này nó như nào? Có một cái vị ngọt, có một cái vị nó hơi tê tê, cái lưỡi. Không biết miêu tả cảm giác nó như thế nào. Tớ vẫn, nhưng mà tớ vẫn cảm nhận được cái vị ngọc cầu và vị ba kích đấy. Cảm nhận được. Nó, cái ba kích nó hơi ngọt ngọt đúng không? Ừ, đúng rồi. Thôi mời cả nhà làm miếng này này. Ăn miếng đi cả nhà. Không, cậu ơi. À, ăn đi cậu. Ôi trời. Dạ dày này, ăn giòn lắm cả nhà. Rồi mời cả nhà nhá. Mic đâu, mic đâu? Cái mic ở đâu, không nói được đâu. Đúng. À. Đúng. Bị lật à? Bị lật. Cậu gắn lên ấy. Sợ cái mic nói nhiều khi nó hay bị lỗi mic. Cả nhà nhiều khi hay bị lỗi, cho nó lên cắn lên này. Một đoạn rồi. Rồi, mời cả nhà nhá. Đây, ngon nhỉ. Ngon không? Giòn nhỉ. Ăn sướng này, lấy cái rau sống vào cậu ơi. Wow. Trời ơi, đã chưa? Cái này mà ăn đúng rồi. Đây, rau sống rồi. Ăn kèm nhé. Ăn quế. Ăn thơm. Mắm hơi cay đó cậu ơi. Cố gắng nha. Không ngon à. Vừa luôn. Đây là miếng xèo rồi. Mời cả nhà. Chưa có nào. Ăn đi rồi cảm nhận. Được về đó. Hôm nay về anh em làm bữa này ăn sướng. Vừa nóng hổi vừa vớt ra luôn cả nhà. À chà. Mời cậu nhá. Cậu làm miếng này coi này, ngon này. Miếng này, này. Miếng cái khẩu đuôi này ăn nó giòn lắm. Đấy. Béo. Rau sống thì anh em mình sẽ để trong dầu ổi luôn. Làm gì này cho hết thì rồi sao? Chắc không hết được đâu cậu, nhiều quá nha. Mình uống được bao nhiêu uống thôi. Mình cũng trả lại được cho nó mà. Ăn đi. Này ăn sướng nha. Ai chà. Còn lấy rau được. Được. Vô tư luôn. Nói. Hồi lâu ăn bữa lòng này ngon. Nóng vừa. Mình làm á, sạch sẽ yên tâm. Kỹ. Mình thử bắt canh nhá, canh cao nhá. Hồi nãy là thử rồi nó ngọt lắm. Canh này thì nó mát. Không mà. Ăn đi cậu. Không làm bát ăn không? Ăn. Từ từ. Ăn trước nha. Ăn cứ tự nhiên nhá. Ai chào. Cái này nó ngọt. Anh em cũng có chia sẻ ở trên chỗ nhà Moon á, như dãy của Moon là cuộc sống từng ngày thì cũng cho một hai cái video rồi nhỉ, hai cái rồi phải không? Hai cái rồi đấy. Nhưng mà ở nhà Hiếu thì ở đây là cái nhà thuê của anh em thôi cả nhà. Thuê thì Hiếu ở đây nhiều hơn, và bởi vì Hiếu ở trên nhà Moon thì còn có bố mẹ Moon, với lại nhà Moon thì cũng tức là sau khi làm việc về thì hai anh em hai nơi, để Moon còn làm việc của Moon thì Hiếu cũng về lo làm video nữa, nên là những cái thời gian mà khi mà Hiếu về nhà là Hiếu sẽ edit làm lại phim video đó. Còn Moon thì còn công việc làm rẫy làm nương nữa, thì trong quá trình đấy thì hai anh em cứ hỗ trợ nhau vậy. Thì về khỏi rừng là Moon cũng ở đây vài ngày xong rồi lại về đến đó. Thì hôm nay thì Hiếu cũng sáng tiện đây là chia sẻ lại những cái khoảnh khắc mà thời gian mà anh em về nhà sau cái chuyến đi rừng về, thì anh em cũng thường là có những cái món ăn để động viên nhau về tinh thần, và cũng như là sau những ngày mà anh em đi rừng á, là chia sẻ lại, anh em ngồi ôn lại rồi cái kể chuyện, rồi là có thể là tìm hiểu và tại sao cái rừng này nó có những cái này cái kia,
và cùng bàn nhau về những cái ý tưởng, những cái để quay video cả nhà. Thực ra bây giờ anh em video đi rừng thì chỉ có biết là suốt ngày chỉ đi sinh tồn rồi kiếm ăn rồi ếch nhái cua cá rồi là cây rừng rồi cũng chia sẻ đến cả nhà những cây dược liệu thảo dược ấy, chứ cũng không biết làm gì hơn. Thì qua những cái video này thì Hiếu và Muôn cũng rất là mong nhận được những cái đóng góp ý kiến này, những cái ý tưởng của từ quý cô chú anh chị cùng các bạn đang xem video, thì chúc cho anh em có những cái ý tưởng mới hơn chẳng hạn, hoặc là có những cái video mới hơn. Chứ thật ra anh em cũng rất là mệt, rất là nhiều khi rất là bí nhỉ. Đúng rồi, nó bí lắm. Ví dụ như là trong rừng ấy, mình đi thì rừng nào cũng rừng đấy đúng không? Ví dụ như là thú lớn thì mình cũng, nếu mà muốn săn thì mình cũng không tiện quay được. Và lại nếu mình làm cái đấy thì nó cũng phải là có một cái chỗ nào đó mà cực kỳ nó phải nhiều nó mới có. Đúng rồi. Đó. Nên là anh em mình thì cứ rừng nào thì có cá ếch này thế kia nó cũng rất là nhiều, anh em mình cũng ăn cũng thấy chán đúng không? Thực ra thì anh em cũng không muốn săn bắt nhiều đâu cả nhà, nhưng mà đi làm đi rừng mà không có những cái ẩm thực rừng, không có những con thú rừng hay là những cái đồ thức ăn từ rừng á, thì cả nhà xem cũng không hấp dẫn. Đúng rồi, nó nhàm chán. Suốt ngày chỉ như thế thôi. Cho nên là nhiều khi cả nhà xem video cũng thông cảm, nhiều khi cứ nói là vấn đề anh em cứ quay đi quẩn lại có nhiều đó. Mà thực ra thì đi rừng thì cũng loanh quanh quẩn lại là tìm thức ăn rồi chia sẻ những cái khoảnh khắc mà anh em sống ở trong rừng thế nào thôi cả nhà. Chứ cũng không biết làm gì hơn. Nên là hôm nay cũng làm một cái video ngoài lề, chia sẻ những cái khoảnh khắc mà anh em trở về nhà và đi chợ rồi làm những cái món ăn để gọi là cái gì, bồi bổ sau những ngày đi rừng à. Đấy, cái kiểu như thế thôi. Canh ngon lắm, cậu thử mà xem. Làm miếng gan cậu ơi, này. Làm miếng đi, này. Ăn miếng gan đi, ngon lắm này. Coi nhỉ, đây này. Gan này ăn về lúc còn nóng nó ngon này. Nãy không? Làm cho tôi bắt. Tôi thấy dưới thôi. Tôi nghĩ là cái gạo này tớ ăn khổ, ăn thế này tớ đã thấy ngon này. Rồi, anh em Hiếu mời cả nhà dùng cơm với anh em nhé. Mời cả nhà dùng cơm nhé. Đây cũng gần cái đường này nên là lâu lâu xe nó chạy đêm á. Làm miếng trà cho nó xuống cơm. Thế đang mắc à? Mắc chỗ nào? Đang no. Từ đây đang mắc nữa. Mời cả nhà dùng trà với ba anh em. À hai anh em. Lại ba anh em nữa. Mời cả nhà dùng cà phê nhá. Cái này là okay. Giống như Milo thôi nhỉ. Milo, cà phê nét. Anh em Hiếu là đi rừng thì cũng hay đưa cà phê nét đi cả nhà. Ở nhà cũng thế, cứ trà với cà phê. Mặc dù là biết là những cái dược liệu nấu nước uống tốt nhưng mà anh em vẫn cứ thích uống trà thế thôi. Không phải là không cái gì đâu nhưng là mà nó có cái gì đó mà là một cái thói quen đấy. Thói quen đấy. Anh em cứ ăn uống xong là thường ngày á là Hiếu là cứ uống trà, Muôn thì cứ pha cà phê xong là anh em uống, thì Hiếu vừa làm video vừa ấy, còn Muôn thì hay nằm xem video rồi đọc báo. Đấy. Hiếu thì cứ thế, cứ làm video lúc nào buồn ngủ thì có khi thì Muôn ngủ trước, có khi thì Hiếu ngủ trước. Nói chung là báo về báo thể thao không bỏ sót cái nào. À, hôm nay là anh em cũng đi cái khu rừng gần chứ không đi xa. Có những khu rừng là anh em phải đi hơn 100 cây số đi bằng xe, xong rồi vào còn gửi xe này còn đi bộ mấy tiếng đồng hồ nữa. Thì hôm nay cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cũng có các bạn đã đồng hành cùng hai anh em Hiếu và Muôn đến giờ phút này. Rất là cảm ơn cả nhà và cả nhà yêu mến anh em, thì rất mong cả nhà sẽ cho anh em những cái lời động viên, những cái comment, những cái ý kiến nhé, góp ý cho anh em để tiếp tục có những cái video mới, có những cái sáng kiến, những cái ý kiến mới để tiếp tục tạo ra những cái thước phim hay hơn. Rất là cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì có lẽ là cho phép anh em xin dừng video để dừng video nghỉ ngơi nha. Mình uống trà, nghỉ ngơi, mình đi ngủ nha. Rất là cảm ơn cả nhà. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Làm ly đi ngủ. Làm ly trà nữa. Cậu mới làm có tí mà thấy mặt cái đỏ nha. Tớ hay đỏ mặt lắm. Mặt hay đỏ. Uống rượu uống một chút rồi đỏ luôn.